Đề hôm nay, hôm nay thì nhiệm vụ của chúng ta đó là phần mà chữa phần đọc hiểu đề thi GLPT năm 2015 đến tháng 7. Đương nhiên là một buổi thì chúng ta không thể hết được. Nên là buổi đầu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào phần giải quyết trong cái phần mà tham vựng và một đề đầu tiên của liên quan đến chư vựng. Phần đằng sau thì chô vựng các thứ đó thì chúng ta sẽ để vào buổi hôm sau. Ngoài ra thì mình cũng hứa với các bạn là buổi hôm nay thì mình cũng sẽ gửi các bạn cái đáp án của đề thi đọc hiểu ngữ pháp của tháng 7 năm 2019. Thì phần này mình sẽ để cuối giờ, nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ giải quyết, còn nếu không thì mình sẽ chỉ post đáp án trên Facebook. Còn tập trung thì trước hết là chúng mình sẽ giải quyết với nhau ở phần đọc hiểu này nhá, được không ạ? Hay các bạn có ý kiến gì không? Hay. Chào cả nhà. Mấy bạn vào sau đúng không? Xin chào nhé. Thì trước hết, hôm trước thì mình đã trao đổi với nhau rồi, đó là hai cái môn tay đầu tiên thì yêu cầu là chúng mình về nhà làm. Hôm nay thì chỉ đưa đáp án thôi. Thì không biết là anh em nhà mình đã làm chưa? Hay là bận quá không không còn có cả thời gian để làm nữa. Thì câu hỏi số 55, bài đầu tiên liên quan đến tham vựng. Tham vựng đúng rồi ạ. Hay số đấy xíu. Thì các bạn có thể gõ cái đáp án mà bạn đã làm câu 55 và câu 56 nhá. 55 và 56. Thì xem là chúng ta đã có cái đáp án đưa ra là gì, sau đó thì mình sẽ đưa ra cái câu trả lời, để nếu thấy sai thì chúng ta sẽ giải quyết, còn nếu mà đúng thì chúng ta bỏ qua luôn. Thì đây là dạng bài văn ngắn. Với dạng bài văn ngắn thì thực sự là kiểu gì nó cũng phải có 5 6 bài trở lên trong một đề thi. Thì chúng ta đọc hôm nay là chúng ta sẽ nhận thấy là nó có bao nhiêu môn tay. Và thường á là kiểu gì nó cũng chúng ta phải 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 hết sức là chú ý, bởi vì trong các bài văn ngắn này là thường nó hay hay để vào những cái dạng như là câu có từ để hỏi này, hỏi những câu từ để hỏi này, là ý so sánh này, như thế nào nhỉ? Rồi đó, thế nên là chúng mình phải ứng dụng các gọi là các biện pháp tu từ hay là các cách kỹ năng luyện để chúng ta mới làm được bài. Ok ạ, các bạn cứ comment đáp án đi ạ, mình vừa chỉnh màn hình và vừa check đáp án của cả lớp luôn. Rồi ok. Câu 55. Các bạn nhìn nhá. 4 à, các bạn chọn là 4 này. Có bạn là 3 4 3 3. Ồ, hay, tình hình là thấy là có vẻ khả dĩ đấy, đúng không? Khả quan đây. Hay. Câu này thì người ta hỏi là gai cốc của cô nó kêu ca sổ nhị gì để hít xà vã đô nó vô nhị nó bê tệ ý cả. Cái thể loại này là mình hiểu rằng là câu hỏi về ý đồ của tác giả. Và cái cụm từ liên quan đây đó là gai cốc của cô, xin lỗi nhé. Gai cốc của cô nó kêu ca sổ. Đúng ạ. Gai cốc của cô nó kêu ca sổ. Vậy thì chúng mình thử xem là nó sẽ là cái nào ở đây. Đúng không? Hay, ý đấy nhé. Rất tốt. Chúng mình thử xem nó là cái nào nhá. Và đáp án ở đây các bạn đang là 553, thì mình xin trả lời luôn là câu số đáp án ở đây là đáp án số 3, chính xác đấy. Các bạn trả lời chính xác, mình như chỉ có một người là chọn số 4 thì phải. Hạnh. Câu này ok đúng không? Câu này thì mình không có dịch lại nữa. Thế giả sử nhá, mình chỉ đưa đáp án, và nếu mà trong quá trình làm vừa rồi mà các bạn thấy cái cụm nào mà khó hiểu á thì các bạn comment vào bên dưới thì mình sẽ trả lời luôn, được không ạ? Hay, tiếp theo này. 56, cả lớp chọn gì? Presento moral. Cái này là hạt chi nhá, hạt chi huệ. Hạt chi huệ là cái gì? Đó là những cái loại mà chậu hoa ấy, cái chậu mà chậu chậu trồng cây có trong hoa thì chậu hoa rồi, đương nhiên chậu trồng cây có hoa đúng không? Chậu hoa hạt chi huệ no hana mô rai tay vào các bạn. Trong trường hợp muốn nhận cái hạt chi huệ no hana thì chúng ta phải làm gì? Mình khẳng định là câu 56 khó hơn câu 55. Khẳng định là khó hơn. Nhưng mà đáp án thì có vẻ lớp mình vẫn đúng. Có vẻ các bạn đang rất là cố gắng, xuất sắc đấy. Đấy, vậy thì nó là sẽ là cái gì đây? Xem là nó sẽ là đáp án nào. Vâng, chính xác, đó chính là 56, đó là đáp án số 4, đúng không? Dông bảo. Ở đây ấy, thì thực chất là điểm mấu chốt khi mà chúng ta làm là chúng ta sẽ thấy này. Thấy xuất hiện cái chữ này, Hachibe no hana mo goyoi shite orimasu, tức là chúng tôi cũng chuẩn bị, đúng không? Thì để như vậy, để cho ai, để cho những cái kata, những cái vị mà sẽ itaraita, sẽ kêu được cử itaraita anketo các thứ đây. Zen shuru no stampu o shite kara sogo uketsuke de anketo ni kyoryoku itaraita kata ni wa
Đó, Hachiyo no Hanamo Goyoi shite orimasu. Để dành cho tới những người mà vị mà đã gọi là đã dập tất cả các dấu của các loại, sau đó thì lại còn trả lời Anketo ở Uketsuke tập vụ thì tổng hợp thì sẽ được nhận cái này, đúng không? Mình hiểu là như thế. Thế nên đáp án đây chỉ có thể là Yong bằng. Rất tốt nhé, các bạn trả lời rất tốt đấy ạ. Ok, hay. Tiếp theo, vậy thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ phải chữa như nào? Bài ngày hôm nay là mới toanh toanh, bài số 57 là mới toanh đúng không? Trong quá trình làm thì chúng ta sẽ phải làm ra sao? Ở chữa phần đọc hiểu thì nó thật là nó hơi nhàm chán, nhưng mà thực sự là chả có cách nào cả. Để giải quyết nhàm chán ngoài là việc là chúng ta cùng nhau đồng đồng lòng làm và ngồi liên tục không dứt, đúng không ạ? Mệt quá thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao một xíu thôi nhá. Ok, câu 57 ở đây ạ. Bài này liên quan đến cái gì đây? Thấy phát là có gạc kỳ, đúng không? Tô bọ đồ nô yô nà mô nô cả. Son na gạc kỳ, tô bọ son na gạc kỳ là cái cụm này. Đây là cái bài gõ lại của bên nước bạn, cho nên là nó không được chuẩn lắm. Đáng ra chỗ này thường nó hay đánh dấu này. Ở đây có Sonagaki, vậy Sonagaki này là cái gì? Đúng không? Thì chúng ta phải quay lại để đọc đọc những cái phần mà gọi là liền trước và liền sau nó thử để hiểu. Và thường trong trường hợp Sona này thì thường là sẽ là nội dung liền trước nó. Để tìm ra đáp án nhé. Giờ chúng anh em chúng mình cùng nhau này. Cùng nhau dịch và đọc. Trong quá trình mà cùng nhau dịch và đọc mà nếu mà các bạn như kiểu là bật ra hoặc tìm ra được cái câu trả lời ấy thì chúng mình cứ comment luôn nha. Đi có. Bắt đầu. ある楽器メーカーによって、新しい木材を古い木材のように変化させる技術が開発された。Theo một cái maker, một cái nhà máy mà sản xuất cái nhạc cụ đúng không ạ? Có một cái ある gì đó thì thường là có một cái gì đó mà không có rõ ràng cụ thể. Xin lỗi, có thể là mình sẽ hơi cụ thể và hơi chi tiết quá. Nếu mà nhanh chậm quá hay là chi tiết quá các bạn comment. Thì theo một cái meca như thế thì meca nhà máy như vậy thì nhá, thì cái gì thì bắt đầu chúng ta thấy này. Thì có trợ từ gạo. Vậy là thì cái ghi rút sự cái kỹ thuật này nó đã được khai phát, được phát triển. Kỹ thuật này là kỹ thuật gì? Đó là kỹ thuật mà atarashi mokusai biến cái mokusai mới, furui mokusai no yoni henka saseru. Làm cho sự thay đổi cái gì? Cái gỗ đúng không? Cái mokusai là gỗ, vật liệu gỗ cũ mới giống như là cũ. Vậy thì như thế nào? Đọc đọc nhá. Nghe nó hơi ngược đời đúng không? Biến cái mới này như cũ. Hay nagai 5 tháng. Nagai 5 tháng thì người đọc ở chỗ này ghép là toshitsuki. Đấy, toshitsuki o kakete. Qua một khoảng thời gian là o kakete nghĩa là trải qua một thời gian dài, đúng không ạ? Mokusai ni okoru henka o tanchikan ni jinkouteki ni okosaseru no da sou da. Thế cái câu này là giải thích tiếp theo của câu trên. Thì cụ thể hơn nó là gì? Soda. Ấy, để giải thích là như là gì đây? Đó là cái việc mà cái sự thay đổi xảy ra trong cái cây gỗ mà phải diễn ra rất nhiều năm tháng á, thì bây giờ nhá, họ có thể okosaseru, đó là họ có thể khiến cho nó thay đổi, đúng không? Bắt cho nó thay đổi một cách là nhân tại trong một thời gian rất ngắn. Nghĩa là cây gỗ mà lớn lên trưởng thành thì phải mất rất nhiều thời gian, thì bây giờ người ta làm cho là ngắn, đúng không ạ? Cụ thể này, violin nado no mokusai ki deva seizo chứ rồi cái gì đây không nhìn được ấy. Hay seizo gỗ, seizo gỗ là sau khi sản xuất su hẹp kunen tatta mono ga subarashi oto o dasu to sarete iru. Thì violin là chúng ta biết rồi, cái violon, đàn violon nado no mokusei gakki, nghĩa là những cái nhạc cụ mà làm từ bằng gỗ như đàn violon thì ở đấy nhá, thì nhá sau sau nghĩa là nếu mà nó là được cái mà được làm mà sau khi sản xuất mà trải qua khoảng 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 mấy hàng trăm năm á, thì nó thật sự là nó sẽ phát ra một cái âm thanh vô cùng tuyệt vời. Mình hiểu là gỗ, để đồ gỗ càng lâu càng tốt đấy đúng không? Thế thì tiếp tục này, meki, đấy meki to iwareru yona mono wa kazu mo sukunaku hichou ni kouka de te ni ireru koto ga muzukashii. Thì meki đó là chỉ là những cái nhạc cụ mà cực kỳ là danh giá vọng tộc, như là rất là quý giá đó. Thì những cái đó nhá, thì nó có wa này, trợ từ này, thì thật sự nó rất ít và nó rất là hijou ni takai, đúng không? Koka rất là đắt,
Và cái việc mà để mua nó cũng vô cùng khó. Thế nhưng ý đây được mua có trong tay một cái gì đó. Vậy この技術を利用することで, thì nếu mà khi mà chúng ta sử dụng cái kỹ thuật này á thì được cái gì này? Meiki nami no sugureru là xuất sắc ưu tú, reru gakki ga nyushu shiyasuku naru daro. Nyushu là cũng bằng với thenyi reru có trong tay á. Nhưng mà người ta không nói lại thenyi reru bởi vì nó lặp lại một từ giống nhau trong một đoạn văn thì thường người ta không có nên làm vậy. Thế này người ta đổi thành là nyushu. Thì với khi mà việc cái với đợi đệ với cái việc mà sử dụng cái kỹ thuật này thì có thể dễ dàng shiyasuku dễ dàng là có trong tay hoặc mua được những cái nhạc cụ mà xuất sắc giống nami. Ở đây người ta giải thích là onaji yona, giống như những cái nhạc cụ mà meki ban nãy. Meki là cái ở trên, là những cái mà rất lâu năm này kia đấy. Tiếp tục câu cuối cùng, sona gakki ga sorotta orchestra no ensou ga kikeru hi mo so toku wa nai kamoshirenai. Thì cái việc mà ngày mà chúng ta có thể nghe cái buổi hòa nhạc mà với những cái nhạc cụ như thế thì nó không có còn xa, ok chưa? Đấy, đó, thì bây giờ quay lại nội dung. Thế thì cái sona gakki, thực ra cái câu sau này chả dịch được, chả ra đâu. Bởi vì cái kiểu sona là những cái đó thì thường cái đó là cái ở đằng trước mình, đúng không? Vậy thì chúng mình xem nào, nó sẽ là nội dung ở đằng trước nhá. Bây giờ xem là cái đằng sau phải chọn là gì. Atarashi đầu tiên nhá. Atarashi gitsutsu de tsukurare teite, meki yori mo subarashii oto ga daseru mono. Được sản xuất dựa trên những cái kỹ thuật rất là mới, cho nên là hơn cả meki thì nó sẽ ra một cái subarashii oto. Ấy, nghĩa là ra được một cái âm thanh còn tuyệt vời hơn yori, là hơn cả cái meki. Vậy thì hơn cả cái meki này có đúng không? Thì phải lặp lại ở đằng trước có hơn không? Ở đằng trên này không hề có yori hay là noho cả gì cả, mà chúng ta thấy có meki nami. Nami thì người ta đã giải thích rồi, nghĩa là bằng onaji nào, nghĩa là nó chỉ tương đương thôi. Vậy tương đương thì đây không thể được, loại bỏ luôn. Như bảo furui mokusai de tsukurare teite meki yori mo subarashii oto ga daseru mono, đúng không? Furui mokusai de tsukurare te, nó làm được từ mokusai cũ và nó lại còn hơn subarashii, hơn cả meki, thì hơn này là sai. Mà một phụ nữ một cô dài nữa thì lại 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 không có nói đến chỗ này, cái câu này đằng trước sona này không có, đúng không ạ? Vứt bỏ luôn. Tiếp tục sang bảng nagai toshitsuki o kakete, mất quá nhiều thời gian này, rất nhiều năm tháng để làm. Và meki no yona oto ga daseru mono, no yona là ok nhá, nhưng mà nagai toshitsuki thì không phải, bởi vì người ta đang mục đích ở đây đó là gì? Đó là việc mà trong thời gian ngắn, đúng không ạ? Với cái công nghệ trong thời gian ngắn mà, trong cái từ thang thang đâu nhỉ, tại thang kỳ cẳng, thang kỳ cẳng, vậy bác sự luôn. Thế suy ra dùng bằng là đúng rồi. Atarashi mokusai de tsukurare teite meki no yona oto ga daseru mono, với một cái loại nguyên liệu gỗ mới nhưng mà nó có tác dụng y như cái thằng cũ ấy, thế nên nó mới có cái câu là biến cái mới y như cái cũ ấy, đúng không ạ? Vậy đáp án đây là dùng bằng, các bạn làm rất tốt, chính xác này. Xin hỏi các bạn là lúc các bạn làm câu 57 này là bây giờ mới làm hay là các bạn làm từ nhà đấy mà có đáp án chính xác thế? Các bạn comment nhé. Ok, trong lúc các bạn comment thì chúng mình sẽ dục dịch chuyển sang câu tiếp theo, môn đai số 58 này. Ở đây là Hisha ni yoru to, homeru to wa oya ga nani o suru koto nado ka. Thì hai cái dạng bài vượt này, cái bài 57 ban nãy và 58 này đều là dạng bài mà hỏi cái từ trong ngoặc hoặc hỏi từ gạch chân. Thì với dạng bài này thì chả có cách nào khác là nhìn xung quanh nó, nội dung xung quanh nó là gì, sau đó thì chọn. Hay. Rồi ạ. Tiếp câu số 58 này cũng như vậy. Nếu các bạn mà ra được đáp án thì chúng ta sẽ comment luôn ở bên dưới nhé. Idesuka. Hay. Kosorate, câu đầu tiên đi. Bắt đầu chiến đấu luôn. Hay. 子育てでは褒めることが大事とよく言われますが、私はそれは少し違うと考えています。と言われていますが、はい、cái kiểu mà mở bài hay có cái thể loại này lắm. Mọi người hay nói rằng là trong lúc mà nuôi dạy con cái thì cái việc mà褒める, à, em làm để ở nhà trước rồi, hay いいですね. Hay, nghe cái gì nhỉ? Nghe mừng.
Mọi người hay nói rằng cái trong cái việc nuôi dạy con cái thì việc mà khen ngợi là một cái điều rất là đại sự quan trọng. Watashi wa sore wa skoshi chigau to kangaete imasu. Thường là ý kiến này mới là ý kiến chính của tác giả. Đúng không? Thì loại là như là desu ga. Đó, to kangaete imasu, to omoimasu. Thì cái thằng này mới là thằng quan trọng. Thì nhưng mà tôi lại có ý nghĩ rằng là thực ra nó sẽ hơi khác một tí. Thế thì khác là khác cái gì? Thì bắt đầu tiếp theo nó sẽ giải thích thôi. Đấy, cách mở bài của văn đấy. Homeru ということは一つの価値判断であり、親が褒めるのはより強化したい子どもの行為であり、子どもは親のその価値観を価値観を単純な単純にすり入れ、すり込むね、すり込まれる、はい、すり込まれながら育っていきます。はい、これだ。在て、はい。じゃ、リンゾーないって言ってくれる。褒めるということは、だって、ということは、thì suy ra đây là nó sẽ 褒める là cái gì nhá? Cái đầu tiên là đặc điểm thứ nhất, である. Đấy, đến đây đã, dịch đây đã. Thì 褒める, cái việc mà khen ngợi, nó là một cái phán đoán giá trị. Thì đó, 一つの価値判断. Thì cái 価値判断 này thì nếu mà dịch thuần là chính là cái việc mà phán đoán giá trị. Có người thì nói là đấy là giá trị quan, thì thực ra nếu mà giá trị quan thì nó sẽ là kachi kan, kiểu như là quan điểm về giá trị gì đấy. Thế nên là cái mình có thể tạm dịch là kiểu đánh giá, hoặc là như kiểu là phán đoán giá trị hay nhận xét đánh giá về giá trị nào đó. Thế còn từ hay hơn thì khi nào mình nghĩ ra hoặc các bạn nghĩ ra thì có thể comment và để chúng mình góp ý dịch cho hay nhá. Nhưng mình hiểu rằng đấy là cái việc đánh giá giá trị, nhận xét hiệu quả năng năng như cái oi hiệu quả sự của tôi. Nè, 親が褒めるのは, thì cái việc mà 親が褒める thì là gì? Bắt đầu ý tiếp theo này, việc bố mẹ 褒める là một cái 行為であり. Các bạn cứ để ý này, ba cái vế, ba cụ, 褒めるということは, điền điền であり, 何々のはであり. Hai, 3 番, 子供は, điền 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 điền, 育っていきます. Đấy, đúng không? Thế nên là dịch cứ dịch theo từng vế này. Thế thằng số 2 này là gì? Thằng số 2 này là gì đây? Hai. Thằng số 2 nhá, hôm nay được cái việc mà bố mẹ khen con, bố mẹ khen á, là một quy, là một hành vi của cái gì? Của cái việc là của hành vi như kiểu của trẻ con á, nó muốn cường điệu hóa hơn, muốn nhấn mạnh hơn, tập trung hơn, đúng không ạ? Thế tiếp tục, thế kodomo á, thì và cái đứa trẻ đấy nó sẽ nào? Nó sẽ được lớn lên trong cái việc là vừa thế nào đó vừa lớn lên. Đó là nó vừa được, vừa bị gì? Nó vừa bị gì ở đây? Nó vừa bị gì đây? Nghĩa là nó bị như kiểu bị gì đây? Thì nó là minitsuke saseraredu. Mình hiểu là bị áp đặt, đúng không? Bắt cho nó dính vào người, nó học vào người đó. Thì chính là áp đặt, khắc sâu cái gì đó vào. Thì mình hiểu là áp đặt, đúng không? Vừa bị áp đặt cái giá trị quan. Đây mới là cái giá trị quan của chính bố mẹ đó, đúng không ạ? Oya no sono kachikan. Sono kachikan chính là sono là của cái bố mẹ này này. Đó, nó vừa bị áp đặt cái giá trị quan của bố mẹ nó và nó lớn lên như vậy. Tsumari, tóm lại là, hoặc nói cách khác thì homeru ということは, lại bắt đầu định nghĩa là 親から子供への命令を含んでいるものです. Thì nó tóm lại hoặc nói cách khác là cái việc mà khen đó chính là nó bao hàm cái gì? Bao hàm cái mệnh lệnh từ bố mẹ đến cho con cái. Đúng không? Hay các bạn có thể comment đáp án mà các bạn nghĩ ra nhé. その意味においては, với cái ý nghĩa như vậy thì その行為をするな, その行為をするなという叱る行為と同じと捉えることができます. Thì với cái ý nghĩa đó thì chúng ta có thể hiểu rằng là cái hành động này á, hành động này là hành động mà hồ mê được này chẳng khác gì là một cái cách mắng theo kiểu là mày đừng có làm như thế nữa, đúng không ạ? Ok, toraeru này thì chỉ ý là đưa vào. Đưa vào thì đưa vào là đưa vào cái gì? Đưa vào cái ý nghĩa của cái việc homeru đấy. Chính là cái hàm ý shikaru. Chúng nói rằng chúng mày đừng có làm việc đấy nữa. Đấy. Thế thì cuối cùng thì đáp án nào đây? Nào anh em thử chọn nào. Anh em chúng mình đâu hết rồi? Chọn đi, 58 chọn đi. Xem là gì? Có bạn thì đưa ra đáp án rồi đấy. Phương đúng không? Chịu khó ghê nhỉ? Sinh viên à? Sinh viên năm mấy em? Thế rất là chịu khó làm bài và theo dõi học, rất là hoan nghênh.
các anh chị cũng không thể thu em được, cố lên. Hãy 子供に 親自身の価値観を押し付ける押し付ける。là gì? Đó là cái hành vi homeru này là bố mẹ làm gì nhá, nhớ nhá. 親が何をする？親押し付ける、áp đặt cái 価値観 của chính bản thân của mình, bản thân của bố mẹ vào lũ trẻ. 2番子供に様々な価値観を示す。Đó là việc mà mình chỉ ra, thể hiện, đưa ra cái 価値観 của mình, rất nhiều loại 価値観 cho lũ trẻ. Bộ 3子供を常識的な知識をに伝わせること。 Bắt chúng nó 伝わせる là bắt chúng nó phải theo cái giá trị quan mang tính thưởng thức. 子供も自身が持つ価値観を認めること。Đến bản thân cái lũ trẻ nó cũng mì tô mê được, công nhận cái giá trị quan mà chính nó có. Muốn chọn được hay không thì xem là câu này, ý này nằm xó nào trong chỗ này. Nếu không có nghĩa là không đúng, chỉ vậy thôi. Đúng không ạ? Thế thì phân tích vì sao sai đúng nhá. 4 là sai luôn. Mình thấy các bạn chọn 4 nhiều quá, khẳng định sai luôn. Vì sao? Kodomo, bản thân cái lũ Kodomo nó... 自身が持つ価値観を認める。Nó câu này ở đâu? Bản thân lũ trẻ nó 認める ở chỗ nào? Trong cái chỗ này. Nó có 認める đâu? Có đúng không? Mà là đang nói cái hành động 褒める đấy là hành động của bố mẹ nó chứ. Hành động bố mẹ nó khen và bố mẹ nó muốn 刷り込まれる là bố mẹ nó muốn áp đặt cái giá trị quan của chính bố mẹ chúng nó vào nó cơ mà. Đúng không? Thế thì nhìn ở đây, không có cái dòng đấy và không thể được, vứt luôn. Hay, tiếp tục này. 3 bản, 子供常識な価値観に従わせる。Bắt chúng nó theo. Chỗ này không bắt theo. Bắt, xin lỗi, không phải không bắt theo mà muốn chúng nó theo thật. Đúng không? Mang cái hàm ý mê rê chuẩn. Nhưng không phải là 常識的な価値観. Nếu mà là 常識的な価値観 thì lại rất là ổn, rất ok. Nhưng mà đây lại không phải, mà lại là bố mẹ. Đúng không? 親のその価値観. Rồi là vứt luôn. Thế thì 2 bảo 子供に様々な価値観を示す. Chỉ ra cho chúng nó thấy cái 価値観. Ở đây không thể có hành vi là chỉ. Không có nói đến chỉ, không có 示す. Hoặc là 教える, không có. Mà ở đây chỉ có 押し付ける. 押し付ける thì nó không viết bằng một cái từ nguyên, mà khi đấy người ta hay gọi là dùng một từ thay thế. Đó là cái loại mà 刷り込まれる này. Hoặc là cái dòng là その行為をするなという叱る行為と. Đấy, đúng không? Đáp án 581 em chọn lại ạ. Ok, hay ý ですね. Rồi, cảm ơn các bạn. Ở đây thì tại câu này bắt đầu thì có dấu hiệu sai chia nửa cuộc đời rồi đây này. Tiếp tục sang Nam Anh. Câu này, xin lỗi, câu 58 này có vấn đề hay thắc mắc gì không các bạn comment nhé. Tiếp theo chúng ta sang 59 này. 59 là cùng nhau dịch và làm này. Bài này thì chúng ta nhìn này, khi nhìn thì chúng ta nhìn vào đây được. 競争と公平感. Đó là cái việc cạnh tranh và cái cảm giác về gọi là công bằng. 筆者の考えに合うのはどれか. Nghĩa là đây là loại dạng câu hỏi muốn hỏi ý kiến của tác giả. Với dạng này thì thường chúng ta phải để ý vào những cái hiu kênh mà nó mang tính là thể hiện ý nghĩ ấy. Và cái hiu kênh đấy là kiểu gì thì tí nữa chúng ta làm sẽ thấy. Nhưng mà thường thì là kiểu tốt hàng ngày, tế đỡ tốt ổng mồ, kiểu gì đó, đơn giản. Ngoài đúng không? Đà đồ, đề sô, các thứ đó. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu luôn. Hạnh. Các bạn đã chọn rồi, nhanh thế. Ồ, ý ですね, hoàn toàn khá là tốt đấy. Nhanh nhở? Ừ, làm thôi. Ồ, 市場競争. 市場競争 là cạnh tranh trong việc cạnh tranh thị trường. Và 誰にとっても厳しいものである. Thì cái việc mà cạnh tranh trong thị trường này thì đối với bất kỳ ai nó cũng là một cái điều rất là 厳しい. 市場で生き残るためには. Và 市場競争という規則付けに従っていく必要がある. Thì chúng ta tách về để mà nó có được sống sót lại trong thị trường này, sống sót trên thị trường này thì chúng ta cần phải theo cái những cái quy tắc luật lệ của cạnh tranh thị trường mà người ta gọi là cạnh tranh thị trường.
競争が大好きという人もいるかもしれないが、競争させられるのは嫌だという人も多いだろう。Đây là gặp ấy, mặc dù là có thể là sẽ có những cái người là rất là thích cạnh tranh ganh đua nhau, nhưng mà sasera deru là bị bắt làm gì, đúng không? Bị ép cạnh tranh là cái việc mà rất là ìa là không thích. Tôi hiểu hito mà ôi đà đổ. Nhưng mà cũng có người, khá là nhiều người mà không hề thích cái việc mà cạnh tranh như đó. Thế tiếp theo, kyoso kara noga rete, đúng không? Nogareru, tổ đào tẩu trốn trốn tránh. Anshin dekiru sekatsu shitai という人も多いはずだ。はずだ。Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người mà mong muốn là sẽ được thoát khỏi cái việc cạnh tranh đó và có một cái cuộc sống rất là an bình. Sore de mo chijou kyousou という仕組みを私たちが使っていくのは地上競争のメリットがデメリットよりも大きいからである。それでも、mặc dù là như vậy thì cái việc cạnh tranh trong thị trường này thì nó cũng là một cái shikumi, là một cái cơ cấu, một cái cách thức mà nó làm sao mà khi mà chúng ta dùng thì nó thế nào nhá, thì nó cũng có rất nhiều những cái merit. Merit là ý là cái merit chính là cái điểm mạnh, đúng không? Điểm mạnh hơn là những cái điểm hạn chế của nó, điểm ưu điểm hơn là hạn chế đấy. Yori yurakan ni nareru koto, và nó có thể trở nên phong phú hơn. Dare ni demo yurakan ni naru chance ga aru koto ga okina merito de aru, và đây là một cái merito rất là lớn. Merito lớn đó là trở nên là phong phú đa dạng hơn và mọi người sẽ có nhiều cơ hội hơn. Yurakan ni yurakan ni ni naru chance, ý là nhiều cái chance hơn, đa dạng các loại chance, các cơ hội hơn. Vậy thì đâu là cái điều mà hợp với tác giả nói? Thì vẫn nguyên tắc thôi, đọc gợi ý và nếu chọn vào cái gợi ý nào phải gạch vào chân và lọc vào trong này sai đúng vì sao nhé. Anh em đầu tiên, chỉ cho kiêu xuân như thế an sinh để kỹ được sẽ cả hồ sơ xa đây được. Bắt đầu ghi nhận đáp án nhé, các bạn thử comment luôn. Thấy các bạn có vẻ đồng lòng trong việc đáp án này ghê đấy nhỉ. Chỉ cho kiêu xuân như thế, nhờ cái này mà chúng ta có một đảm bảo được một cái cuộc sống an sinh. Ở đây thì có an sinh thật nhưng mà lại là shitai to yu hito mo oi, đúng không? Loại luôn. Hay 2 番, shijou kyousou niyotte yurakan ni naru kikai ga ataerareru. Dựa vào thằng này mà chúng ta có cái kikai, kikai là cơ hội là chính bằng với chance. Đó thì nhận được nhiều cái chance hơn. Thì đấy là một cái cách mà nói gọi là nói không bao giờ trực tiếp vào từ trong bài. Thực sự đối với N2 là thế. N3 là 4 sẽ nói luôn là chan sự cả atai ra đây được. Nhưng với N2 nó sẽ dùng một cái từ tương đồng ý nghĩa. Đấy, nên là ngôi mà nhiều nhá. Tập hiểu cũng tốt lắm. Hãy xem bảng. Chijo kyousou ga nakereba. Nếu không có cạnh tranh trong thị trường thì không thể nào có một cái cuộc sống mà nó phong phú đa dạng. Trong này không hề nói đến điều đó. Nó chỉ nói đến chan sự chứ nó không nói đến sekatsu, bát sự luôn. Đúng không? Hay tiếp tục, shichou kyousou ni sankha shinai de ikirukoto wa dekinai. Nếu mà không tham gia vào một cái cạnh tranh thị trường thì không thể sống sót được. Điều này đâu có nói mà chỉ là để có thể sống sót này thì chúng ta cần theo cái này chứ không phải là phải tham gia hay không, nghĩa là theo cái mạch cái gọi là cái quy tắc, cái định hướng như vậy thôi. Loại bỏ luôn, suy ra đây đáp án đây chỉ có thể là ý desu ne, nhì bảo. Rất tốt. Đấy, cả lớp chọn rất là đúng đấy ạ. Chính xác luôn. Tuyệt vời. Đáp án số 2 nhá. Rồi, trong quá trình mà đây là chúng mình gọi là chữa rất chậm với nhau thì mình có thể phân tích như thế để cho các bạn hiểu. Thì thường đi thi là cái các bạn hay chết là ở một cái đoạn đó là đọc hiểu được đoạn này nhưng không chọn được đáp án. Lý do là đọc đáp án nào thì giống. Nhưng mà chúng mình phải đọc thật kỹ và soi cái từ này ở trong này có hay không. Thứ nữa là nó sẽ không dùng từ giống y hệt hệt đâu, nó sẽ phải là dùng từ mình gọi là ẩn dụ, hoán dụ nó đi, đúng không? Hoặc là một cái ví dụ rất cụ thể đó cho một điều chung chung. Nên là cứ chúng ta phải gọi là bình tĩnh, đọc thật kỹ. Tiếp theo, bài này cố lên, bài này là loại văn trung bình, chư bưng. Chư bưng và thường là có 3 câu hỏi. Đó, là một cái bài cũng không phải là dễ nhưng cũng không không có gì mà phải sợ quá.
Thì với dạng chuyên môn này thì không dạy gì một phát đọc từ trên dưới. Khi đi thi thì không phải đọc trên dưới. Thì khi đi thi thường các bạn sẽ làm như nào? Hãy cả lớp. Trong một bài chiêu bưng thì nó lại các dạng câu hỏi khác nhau. Thường nhá, câu cuối cùng thường sẽ là loại mà Hishigamoto mình nhìn thấy có tòa nào này cả. Thường câu cuối sẽ là câu tác giả muốn nói nhất điều gì, nhưng không dạy gì làm từ câu cuối vì đấy là câu tổng hợp đúng không? Và làm từ câu trên thì các loại câu trên thì nó hay có dạng bài là A gạch chân. Gạch chân và ý nghĩa của nội dung gạch chân này là gì, hay gạch chân đấy là vì sao, hàm ý gì đó, thì thường đấy là câu 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 hỏi là như vậy. Và thường là cứ gạch chân ở đâu thì tập xung quanh ở đấy thôi là đã trả lời được rồi đó. Thì những cái thể loại mà gọi là chi tiết hơn về các kỹ năng này thì các bạn có thể tham khảo thêm một số video về đọc hiểu của học tiếng Nhật của SMOS liên quan đến phần đọc hiểu Shinkansen đó, các bạn có thể tham khảo để cho là kỹ hơn. Ở đây trong phạm vi bài này thì chúng mình sẽ gọi là tập trung luôn nhé. はい、dòng đầu tiên、各という表現をする場合の特徴として、者が述べているのはどれか。Tác giả là đã nói về cái được cái nào ở đây đây? Cái nào đây? Ok, いいですか? はい。Các bạn comment là câu 1 thường đọc đoạn 1 ạ. いいですね。Rồi, tiếp tục nhé. それに対し、あ、đâu cái gì nhỉ? Bắt đầu luôn này. Có thể là cái cách bước làm của mình nó hơi chậm hơn so với đi thi thật, nhưng mà đây là mình cố tình để giúp cho chúng ta hiểu hơn vì chúng ta đang là học học luyện thi, còn việc mà luyện để chữa theo đúng khung thời gian của đi thi thì các bạn nên làm ở nhà trước nhé. Bắt đầu Hanasutai, trong quá trình làm này các bạn có thể comment những cái từ mà khó hiểu hoặc là các bạn dịch. Rồi Hanasutai như vậy, thay gai kiki thê gạ すぐ近くにいて、その時、その場で自分の考えに表現を与えながら、さらなる考えを進めていく。Bài này bạn nào mà chọn được đáp án rồi, các bạn có thể comment câu dịch cho mình nhé. Để chúng ta chữa luôn cách dịch, cách hiểu của vấn đề. Đúng không? Mình dịch cũng thể chẳng hay đâu. Nên là chúng mình cùng nhau sửa, cùng nhau học đi. Cố lên. Tiếp tục này. 話す場合には trường hợp mà khi mà chúng ta nói thì cái kiểu thế như vậy ấy, nói thì sao đây, tại thay gai kiki te ga sugu chikaku ni ite, thay gai ở đây thực ra nó là cái đại 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 khái ấy, chữ đại và chữ khái ấy, đại loại đấy, thì ở dưới người ta có giải thích nó là sẽ tương đương với thằng thay te đấy, đại thể đại khái là kiki te và hana ki ha kiki te hana shite, đó là người kiki te, đây là người 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 nghe. Người nghe thì ở gần ngay đó, đúng không? Hay. Người nghe thì ở gần ngay đó. Và その時, lúc đó. À, その場で, ở chính cái địa điểm đó. Thì 自分の考えに表現を与えながら, さらなる考えを進めていく. Thì vào lúc đó và tại thời điểm đó thì họ与えながら, nghĩa là họ vừa đưa ra cái những cái hyogen để thể hiện cái cách nghĩ của mình, những cái biểu hiện, những cái cách nói ấy, để thể hiện suy nghĩ của mình, và sát hẳn nào được kang gai sumete được, và từ đó thì họ sẽ tiến triển thêm nhiều cái suy nghĩ, luồng suy nghĩ tiếp theo. Câu này mình hiểu ý đúng không? Đó là khi mà chúng ta nói thì người nghe sẽ ở ngay đó, cho nên lúc đấy vào thời điểm đó chúng ta dùng những câu từ để thể hiện cái suy nghĩ của bản thân, và sau đó thì cái mạch suy nghĩ sẽ tiếp tục phát triển như là thế. Câu tiếp theo nhé. それに対して、bây giờ mới vào cái vấn đề cần cần đây. それに対して là đối ngược với cái đó thì các từ hiểu nghĩa nó bài thì vậy. Thì cái cách mà thể hiện bằng việc viết á, nó thế nào? Thay thế vậy thì tôi đi để じっくり時間をかけて, và trải qua một cái thời gian rất là bình tĩnh chậm rãi. ノートやパソコンなどを使って考えたことを文字にしていったり、あるいは考えながら文字にしていくことが多いはずです。Thì cái việc viết này là việc như thế nào? Bây giờ phải dịch. Đa số là một mình. Nghĩ một mình trải qua nhiều thời gian chậm rãi, sử dụng note chính là kiểu như là pad các thứ đấy, hoặc là máy tính sách tay đấy, hoặc là máy tính bàn. Và sau đó thì chúng ta thể hiện những cái điều mà suy nghĩ ra ra chữ viết, hoặc arriva, hoặc là vừa nghĩ vừa ra ra chữ viết. Nghĩ xong rồi thì bắt đầu viết, gõ
hoặc là vừa nghĩ vừa gọi, đúng không? Đa số là như thế. Ôi, hai dự đảo, đa số. Đó. Thế thì tiếp theo thôi, thôi thì đọc mà đã mất công này, đọc đến đây luôn đi, đúng không? 考えたことが消えずに文字として残ることも、話す場合とは大きく違う点です。Thì cái việc mà chúng ta suy nghĩ những cái điều suy nghĩ và chúng ta thể hiện ra chữ đã để lại trên chữ viết và nó không thể mà chia dự được, không thể xóa đi được. Cho nên là nó đây là một điểm rất là lớn, khác biệt rất lớn so với việc nói. ちょうど本という活字メディアが読者にとって自分のペースで考えながら読んでいくことができるのと同じように、書くという行為は話すのと違って自分ペースで行きつ戻りつしながら考えを進めていくことができる表現方法なのです。めこ はい。ちょうど本という活字メディア。活字メディアというのは、そうですね。ここでは活字で書かれたもの。nghĩa là những cái loại mà văn bản chúng ta hiểu là sách báo tạp chí đấy thì đều là katsuji media hoạt tự, những cái phương tiện mà truyền thông mình hiểu đây là sách báo tạp chí đi, gọi là dạng văn bản. Ga ấy dokusha ni tote nó là một cái gì? Ai chibun no pace de kangae nagara yonde iku koto ga dekiru no to onaji youni. Đến đây thôi đã, giống như là cái việc việc gì? Đó là sao? Việc mà cái người độc giả ấy, đối với độc giả thì họ sẽ vừa suy nghĩ và vừa đọc. Dựa trên chỉ vương nó pace, pace là dựa trên chính cái điều kiện của cá nhân của mình. Và cái pace này người ta còn hay dùng là ví dụ như là my pace, với cái thể loại tính cách mà my pace đó là lúc nào cũng dựa theo cái cá nhân của mình, không có nghĩ nhiều cho người khác, và đó thì cũng là một ý. Ngoài ra là khi mà học học luyện thi như thế này thì chúng ta có rất là nhiều những cái jokyo khác nhau, mỗi người có jokyo khác nhau, người học tốt hoặc người học khá, đúng không? Thì tùy vào cái my pace, tùy vào cái đặc điểm, cái điều kiện, cái hoàn cảnh của mình để mình cố gắng và mình làm, mình điều tiết kế hoạch. Đó thì người ta cũng rất hay dùng cái từ pace này. Thì quay lại ở đây đó là gì? Cái sách, cái phương tiện mà truyền tải thông tin như là sách báo, sách này thì sẽ giúp, thì sao ạ, nó cũng giống như là việc chúng ta giúp cho những cái người người đọc á có thể là tự suy nghĩ vừa đọc theo dựa trên chính cái điều kiện của cá nhân. Thì cái hành động viết nhá, hành động viết nó thế nào, thì cái hành động viết á nó cũng là hanasu no to chigatte, nhưng mà nó khác với nói. Jibun pace de ikitsu ikitsu modoritsu, ở đây là iki là iku, modori chính là modoru, iku xong rồi lại modoru nghĩa là đi rồi quay lại, nghĩa là việc đi đi lại lại, nghĩa là chúng ta hiểu đây nó là đúng của nó là người ta dịch đây là itari kitari, là đi đi lại lại. Shinagara kangae o susumete iku koto ga dekiru hyogen hoho nano desu. Tuy nhiên là chúng ta hiểu rằng đây là cái hành động liên quan đến viết, thì nó không thể là hành động đi xong rồi lại về, mà chúng ta hiểu là cái sự lặp lại đấy, lặp lại với nhau. Đó là gì ạ? Cái việc là khác với nói thì cái việc viết là dựa trên chính cái jibun no pace. Jibun pace này là chính jibun của cái người viết á, đúng không? Điều kiện của người viết thì họ lặp đi lặp lại, và lặp đi lặp lại cái quá trình gì thì chính là cái quá trình ở trên này, cái quá trình mà viết viết những các thứ này, và sau đó thì họ sẽ tiến triển cái luồng suy nghĩ của mình, đúng không ạ? Là một cái phương pháp để có thể phát triển cái luồng suy nghĩ của mình dựa vào cái việc là lặp đi lặp lại quá trình nghĩ rồi viết. Đấy, bình tĩnh mất rất nhiều thời gian nghĩ và viết như thế. Xin lỗi các bạn là mình dịch nó không được xuôi, bởi vì tiếng Việt mình cũng khá là kém, đúng không? Tiếng Nhật chưa tốt lắm. Và thực ra là mình đang phân tích câu theo kiểu này để cho các bạn dễ hiểu nữa, nên là nó sẽ không được xuôi, nhưng mà chúng mình hiểu ý. Quay lại nhé, chọn đáp án thì hiện tại là mình nhận thấy là lớp mình đang chọn 64, rất là nhiều. Ừ, 64 rất là nhiều. Vậy thì chúng ta thử xem là thế nào đây. Vậy thì shaganobete iru no wa dore ka? Ai nói về cái việc này, chỉ cần có khắc kết được hồ đồ ừ mắc cứ khắc của tôi gà kỳ được, nếu cái gì ạ, chúng ta có thể viết rất là hay, như là chúng ta nghĩa là chúng ta càng mất thời gian thì chúng ta càng viết hay. Trong bài này có nói không? Không, mà người ta chỉ nói là dịch cứ đi, câu đầu tiên là có cái từ dịch cứ đi, chỉ cần có khắc kết để mất nhiều thời gian thôi, chứ không hề nói là càng mất nhiều thời gian thì càng hay. Như bạn Yomite là người người đọc, Yomite no hano sozo shinagara
書くことができる。Tưởng tượng vào cái phản ứng của người đọc và chúng ta viết. Thì cái chỗ này nó giống như thế nó hano không hề nói. Không hề nói đúng không? Mà người ta chỉ nói là kangaeta koto mokuji ni shite hoặc là kangae nagara mokuji. Moji nhá. Mệt quá chăng. Kangaeta koto moji ni shite itari. Còn lại này là kangae nagara moji ni shite iku. Cho nên là không phải. Được đúng không? Phật luôn. 3番、道具を利用するので考えを早くまとめることができる。Sử dụng một cái đạo cụ công cụ để chúng ta có thể suy nghĩ nhanh chóng và tổng hợp cái suy nghĩ nhanh chóng. Điều này sai luôn, chả thấy có cái công cụ nào trong này. Cuối cùng, 何度やり直しをしながら考えを進めることができる。Rất nhiều lần lặp đi lặp lại quá trình làm đó, làm lại dựa lại đó và chúng ta sẽ tiến triển cái luồng suy nghĩ và đáp án đúng ở đây đương nhiên là số 4. Rất tốt, hay. Các bạn rất là chọn rất là xuất sắc đấy. Chính xác là đáp án số 4. Ok. Câu số 61 nào. Tiếp tục đi. Còn có 2 câu nữa thôi. Cố lên. 2 câu này xong sẽ nghỉ. Ấy chưa học xong đã tuyên bố nghỉ rồi. Được rồi ạ. Ai, câu số 2 là Nan to naku wa mattaku tsutawanai bai ga oi to aru ga naze ga. Tại sao lại có cái ý số 2 này? Tại sao thì chúng ta phải xem nội dung xung quanh và đồng thời là xem là có chỗ nào chỉ về lý do, đúng không? Rồi ạ, các bạn có thể comment các đáp án của mình. Bây giờ chúng mình quay lại nhé. Các bạn sẽ thắc mắc là em không nhìn được cái chỗ phần 61 này, thì các bạn có thể chụp ảnh hoặc lấy cái file cũ của mình ra. Thì mình sẽ quay ngược lên để dịch nhé, cho nó dễ nhìn. Shikamo. Đấy, tuy nhiên là kangaeta koto o omoji ni shite iku bai, ii kagen de aimai na mama no kangae dewa nakanaka bunsho ni narimasen. Tuy nhiên là trong trường hợp mà chúng ta biến những cái suy nghĩ của mình trở thành là chữ viết ấy. Chúng ta viết ra những cái suy nghĩ của mình thì trường hợp là ikagen đó là cái kiểu loại bừa bãi, nó không có, nó gọi là làm cho xong có lấy lệ ấy. Đó nghĩa là thể hiện những cái suy nghĩ mà rất là gọi là bừa bãi, không có chỉn chu và lại ai mai, nghĩa là rất là khó hiểu, thì khó có thể trở thành một cái văn bản. Ở đây là ý là văn bản một cách thực sự, thực thụ. Thế tiếp tục. Nantonaku wakatte iru koto demo hanashi kotoba de nara nantonaku no nuance wo nokoshita mama aite ni tsutaeru koto mo fukano dewa arimasen. Fukano dewa arimasen là không thể, suy ra là có thể. Đúng không? Quay lại nhá. Thì nếu mà trong trường hợp là nantonaku wakatte iru koto demo, ngay cả những cái chuyện mà chúng ta chỉ gọi là hơi hiểu mờ một chút xíu, đúng không? Lơ mơ một chút xíu, thì nếu là văn nói thì chúng ta có thể sử dụng một cái nuance thì mình rất hay nói với các bạn rồi, đó là một cái bimyo na kanji, là một cái cảm giác rất là nhạy cảm, rất là tinh tế bé nhỏ, mình hiểu đó là cái sắc thái ý nghĩa. Thế thì chúng ta có thể một cái dùng cái sắc thái ý nghĩa đó là nantonaku, cái kiểu như thế, cái kiểu đấy, đấy, cái kiểu ấy đấy, kiểu thế ấy đấy, đấy. Thì chúng ta có thể để nguyên cái cách dùng hay cái sắc thái ý nghĩa là kiểu như thế, và chúng ta vẫn có thể truyền tải ý nghĩa đến đối phương, tức là không thể, không của không thể, đúng không? Có thể truyền tải ý thương đối phương, nhưng mà số đen như ta sẽ, nhưng mà đối ngược với cái đó thì khi có tao bao bài như vậy thì trong cái văn viết số no nantonaku wa mattaku tsutawanai bai ga oi no desu, nhưng trong trường hợp văn viết là không có rất nhiều, đúng không? Có rất nhiều cái bạn trường hợp không thể truyền tải cái nantonaku đấy được. Vậy thì vì sao? Bắt đầu cái chỗ này mới là cái câu đáp án đây. Miburi mo teburi mo tsukaemasen. Nghĩa là cái kiểu mà cử động tay chân các thứ đấy. Đấy, không thể sử dụng được. Không hiểu rồi datte. Yomite ni wa kawarimasen. Thì ngay cả cái thao mà hiểu cho cả cái biểu hiện trên khuôn mặt cũng không thể nào mà truyền đạt được đến với người đọc. Sore dake aimai de wa naku hakkiri to kangae o teichaku saseru koto ga motomerareru no desu. Sore dake, chỉ có vậy thôi á, thì không thể nào mà gọi là lơ mơ mơ hồ được, mà họ cần yêu cầu là phải thể hiện rất rõ, nghĩa là thế chắc cự là phải định hình hình thành rõ khắc sâu cái suy nghĩ rõ ràng, nghĩa là câu văn thì không thể nào mà lơ mơ được, mà phải thể hiện thật rõ ràng ý tứ
đúng không? そのような意味で、với cái ý nghĩa đó thì 書くという行為はもやはやしたアイディアに明確な言葉を与えていくことであり、だからこそ書くことで考える力もついていくのです。Câu này mình dịch hơi quá so với cái nội dung số 2 này nhưng mà thôi làm luôn nhé. Thì với cái ý nghĩa đó rồi, ý nghĩa đó thì cái việc, cái hành động mà viết á, nó sẽ thế nào đây, nó có đặc điểm gì? Nó sẽ là một cái việc giúp cho chúng ta gì? Đó là chúng ta đem lại cái sự, đem lại cái câu 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 từ, xin lỗi, đem lại từ vựng một cách rất là biến từ moyahaya shita idea ni megaku na kotoba o ataete iru, là từ cái ý tưởng, cái cách suy nghĩ mà nó không được rõ ràng cụ thể, nó lơ mơ mơ hồ, trở được thể hiện bởi những cái từ ngữ rất là megaku, nghĩa là rất chính xác, rất rõ ràng, rành mạch. Và chính bởi vì điều đó mà cái việc mà viết đó sẽ giúp cho chúng ta nâng cao được cái khả năng suy nghĩ. Đấy, rồi câu ok, quay lại câu 61 nhé, xem chọn đáp án gì cả lớp. Các bạn comment nào. Yomitetto no yaritori ga nai kara, bởi vì không có cái yaritori với người người đọc cho nên là không thể truyền đạt được cái này. Thì đã bảo luôn là không có yaritori, chỗ này có hay không, ở trên này có thấy không, không thể, đúng không? Yomite yotte uketori kata ga kawaru nara, tùy theo cái người đọc thì cái cách mà họ tiếp nhận sẽ thay đổi. Cái này không có nói trong bài. Bimyo na kankaku hyogen suru kotoba ga sukunai kara, kotoba ga sukunai, không hề có một cái câu này trong bài. Moji ikai ni hyogen shudan ga nai kara, bởi vì nó chả cái biện pháp nào khác ngoài là viết cả, đúng không ạ? Thì quay lại đây thì chúng ta thấy rằng là các bạn chọn đều là 4, đáp án đây cũng là 4. Nhưng mà vì sao lại chọn 4 trong khi trong bài nó cũng không hề nói là shudan ga nai các thứ, đúng không? Mà mình sẽ tự hiểu được ở cái đoạn này là không có biểu hiện tay chân, cũng không có biểu hiện khuôn mặt giống như nói, đúng không ạ? Mà chỉ có một cái đó. Nên là chúng ta phải chuyển thành gì? Chuyển từ cái việc mà trở thành kotoba, megaku na kotoba. Chỉ có mỗi ngôn từ thôi, chỉ có moji thôi, kotoba thì là moji. Đấy, nên là cái cách mà người ta nói phán dụ như vậy rất là rõ ràng. Câu 62. Cuối cùng nhá, câu 62 là sono bunshō de hisaka motto mo iitai koto wa nani ka. Ở cái đoạn nội dung này thì điều mà tác giả muốn nói nhất ở đây là gì? Hanasu yori kaku hō ga jibun no kangae o hito ni tsutaeraleru. Thì hơn cả nói thì thằng viết này sẽ truyền đạt cái suy nghĩ của bản thân đến người nói nhiều hơn, đúng không? Không hề nói, đúng không? Câu này không hề so sánh giữa cái việc nói viết gì cả. 自分の考えを書いて表現することで思考力が向上する。Dựa vào cái việc là chúng ta viết những cái điều mà chúng ta nghĩ và thể hiện ra, đúng không ạ? Thì cái khả năng suy nghĩ của chúng ta sẽ được nâng cao, khô trô. Tiếp tục, 時間をかけて何度も書き直せば, mất nhiều thời gian mà chúng ta viết đi viết lại nhiều lần thì chúng ta sẽ わかりやすい文章が書ける. Câu này ý tiếng Việt rất đúng, ý cũng nghĩ rất đúng nhưng không có trong bài. Bài chưa nói đến. 思考力をつけるためには, để có thể một cái năng lực suy nghĩ thì chúng ta phải, không có nên viết những ai mai na kangae, no. Mà ai mai na kangae phải chuyển được thành là mekaku na kotoba de, để thể hiện hyogen cái nào. Suy ra ở đây đáp án chỉ có thể là 2 bản.